Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật về cuộc họp thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ ở Geneva, Thụy Sĩ vừa qua. Thưa quý vị, vào ngày thứ Ba, 25 tháng 2, 2014, tại Geneva, Thụy Sĩ, đã diễn ra một buổi họp thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ do UN Watch tổ chức. Và kính thưa quý vị, trong cái danh sách của những diễn giả sẽ nói về nhân quyền và dân chủ ở trên thế giới thì người ta không thấy tên của một diễn giả Việt Nam, đó là ông Đặng Xuân Hùng. Vì ở trong cái thiệp mời vào ngày 5 tháng 2, 2014 thì người ta không thấy tên của ông. Tuy nhiên, ngày hôm qua, một trong năm diễn giả nói về nhân quyền và dân chủ thì có ông Đặng Xuân Hùng, là một đảng viên Cộng sản Việt Nam từ năm 1986. Sau ông làm lãnh sự ở tại Geneva, Thụy Sĩ, nhưng ông đã tìm cách xin tị nạn và coi như ông đã từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, trong cái bài diễn văn hay là cái bài thuyết trình của diễn giả Đặng Xuân Hùng thì người ta thấy có nhiều điều rất là quan trọng. Hai câu hỏi mà được ông nêu lên cho mọi người cùng nghe ở tại cái thượng đỉnh đó là: tại sao không có dân chủ và tự do cũng như nhân quyền ở Việt Nam, và mọi người phải làm gì để mà mang lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam? Bởi vì cái tựa đề của cái bài mà ông Đặng Xuân Hùng trình bày trước UN Watch, Liên Hiệp Quốc đó, thưa quý vị, là cuộc chiến đấu để mà có được những cái quyền tự do căn bản của con người ở Việt Nam. Và với cái một cái khẳng định rất là dứt khoát mà ông Đặng Xuân Hùng đưa ra là đất nước Việt Nam đang lâm nguy. Cái chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa Việt Nam vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ xã hội cho đến kinh tế, cho đến các xã hội dân sự và cho đến cả an ninh và trật tự ở trong cái xã hội đó. Và ông Đặng Xuân Hùng đã nói rất nhiều làm cách nào từng bước để đưa Việt Nam có thể có được nhân quyền và dân chủ thật sự. Đây là một bài học cho tất cả mọi người mà muốn nói về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Và bài học này đã gợi được cái sự chú ý của tất cả mọi người khi mà đến với thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày hôm qua để mà nghe về hai cái vấn đề căn bản nhất của nhân loại là nhân quyền và dân chủ, đặc biệt nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Thanh Trúc xin tạm chấm dứt bản tin cập nhật về thượng đỉnh nhân quyền và dân chủ ở Geneva tại đây. Chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi đến đây xin chấm dứt. Thì Nga kính chúc quý vị có một buổi tối an vui, hạnh phúc và hẹn tái ngộ cùng quý khán thính giả trong chương trình Trưa Mai.